Bất ngờ Sài Gòn, ngay tại lúc này đây, 14 tháng 6 2024, Sài Gòn, quận 5, những cơn mưa đá xuất hiện ở nơi đây. Ở đây là quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, và một cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện. Thì ở nơi đây là 390 Phan Trang Trị, phường 2, quận 5 nha cô chú anh chị. Đây, cơn mưa, những hạt đá rớt từ trên trời mà rơi xuống, có thể nói là gây giống như là những cái sự nguy hiểm cũng rất là nhiều cô chú anh chị. Ở trong nhà nghe lớp bóp chạy ra coi thì thấy là mưa đá ở trên mà rơi xuống nè. Cái này vô phun nước đá luôn hay cô chú anh chị. Nè, nó dăng như thế này luôn rồi phải không? Trời, chúng ta mới thấy mưa đá lần đầu tiên xuất hiện đó.